Triển lãm xem cảnh Ninh Bình được nhìn từ tầng 6 của khách sạn Ritz. Bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn xuống tham quan triển lãm nhé. Triển lãm cây cảnh nghệ thuật Ninh Bình trong những đợt gần đây thì các bác các anh em ở đây làm rất là lớn, lần nào làm cũng lớn. Đây là khu trưng bày. Và bên ngoài xung quanh khu trưng bày thì là khu hàng chợ, cũng có rất là nhiều các gian hàng thương mại xung quanh khu trưng bày này. Cái thông điệp mà ban tổ chức của triển lãm muốn gửi tới quý vị và các bạn không phải là những tác phẩm đình đám, không phải là những tác phẩm quá nổi tiếng, mà qua những cái tác phẩm đẹp muốn giới thiệu thêm những cái đặc sản của Ninh Bình. Bây giờ thì quý vị các bạn sẽ cùng với chương trình tham quan triển lãm và để tìm hiểu những cái đặc sản của Ninh Bình nhé. Cây Phúc Am này cũng của người Ninh Bình rồi mấy anh em. Thế là chủ nhân cũng đã đòi cái giá là hơn tỷ, 1,5 tỷ. Đợt này thì có trưng bày những cái sản phẩm rất đặc biệt nhé, những cái đồ đá này. Và trên này thì có trưng bày những cây xanh được trồng ở trong những cái chậu đá khá là đẹp, và cả những cái chậu đá thông đá rất là đẹp này. Thì ở chính giữa, và có lẽ đây là một tác phẩm mà được ban tổ chức lựa chọn rất là kỹ, một cây xanh, một cây xanh rất là tuyệt vời. Bông tán được chia đều cho các phía rất là tự nhiên. Đấy, quý vị xem cây xanh này nhé. Cây xanh này thì một số anh em cũng đã thông tin là cây xanh này cũng có trị giá là hơn 1 tỷ, do chính chủ nhân đưa ra cái giá đó. Một cây xanh này thì kích thước rất là lớn nhé. Thì đây là một cái cây xanh để chính giữa, và cũng là một cái thông điệp, mà cũng là một cái món đặc sản mà các bác trong ban tổ chức muốn truyền tải tới người tham quan trong đợt này. Một cây xanh, chất liệu là xanh Phúc Am. Thì quý vị các bạn xem cái chất da của nó nhé. Da của nó hơi trắng sáng. Đấy, quý vị các bạn xem nhé. Lá của nó thì nó dài, nó cũng hơi quăn. Và một cái đặc điểm nữ của xanh Phúc Am thì quý vị các bạn có thể cảm nhận qua cái lá của nó. Lá của xanh Phúc Am thì nó có những cái chấm trắng ở xung quanh mép lá. Đấy, quý vị các bạn xem nhé. Rất rõ ràng những cái chấm trắng ở xung quanh mép lá. Đấy, cây xanh này thì là xanh Phúc Am rồi. Bây giờ quý vị các bạn hãy xem thông tin về tác phẩm xanh Phúc Am này nhé. Tác phẩm Phúc Am Đại Thụ, chủ nhân là Đinh Tiến Cảnh. Anh Đinh Tiến Cảnh cũng là người Ninh Bình. Quý vị các bạn xem chiều chính của cây xanh Phúc Am này nhé. Một cây xanh kích thước rất là lớn, đặc sản của Ninh Bình. Nhìn qua thì chất da của nó cũng khá là đẹp, và chất lá của nó cũng xanh, cũng dày, đẹp. Quý vị các bạn có thể tìm hiểu thêm một số cây xanh Phúc Am khác để cảm nhận được cái giá trị của loại xanh Phúc Am này nhé. Xanh, xanh này là xanh Phúc Am đây không? Xanh Phúc Am, xanh này xanh rồi, không phải 5 điểm. Vâng, xanh Phúc Am đây. Cái xanh nhé. Cái chủ nhân là Ngọc Sơn. Có lẽ là ban tổ chức đợt này cũng muốn giới thiệu tới khách tham quan một cái đặc sản của Ninh Bình. Cho nên cũng huy động được khá nhiều những tác phẩm xanh Phúc Am đẹp. Đấy, quý vị các bạn xem nhé. Có lẽ là một số bạn mới chơi thì mới va chạm với dòng xanh này cũng dễ dàng nhận biết được cái xanh Phúc Am về cái màu da của nó. Đấy, cái này nó hơi sáng màu, nó có hơi màu trắng sáng. Đấy, có thể có cây nó màu nó sẫm hơn, và nó cũng có độ chùn. Và một cái đặc điểm nữa của xanh Phúc Am là rất là dễ dàng nhận biết là cái lá của nó đây.
Lá của nó thì nó có những cái chấm trắng đó. Đó, cái chấm trắng xung quanh viền lá nhé. Đó, những cái chấm trắng này. Một cây xanh Phúc Am mâm đá cũng rất là tuyệt vời. Bóng đẹp nhé. Thì cá nhân tôi nghĩ đây cũng là loại xanh rất là đẹp, cũng đáng được bảo tồn và phát huy. Bóng da đẹp nhé. Da đẹp như này. Xanh Phúc Am mâm đá. Đang nuôi cái này, đang nuôi ra đấy, nuôi ra bây giờ nó to lên thì nó mới tương xứng với này, nó mới đỡ thô. Đấy. Còn bây giờ thì nó chưa ra được nên nó còn thô, trông nó cục như trông nó lu. Thông tin của cái xanh ạ. Cái này nó có cái nét lạ không nhỉ? Đấy, nó chuyển rất là lạ, cảm giác nó giống một cái con vật gì đó. Đấy. Một cái xanh rất là độc đáo nhá. Cái này cũng là rẻ. Rẽ chứ không phải là thân gỗ. Cái này rẽ lâu năm nó liền với nhau. Thế như trước đây là chỗ này nó liền đây này. Đấy, chủ nhân thì phá cách đấy, lấy cái đường thân chuyển sang đây. Vâng, lấy cái đường luyện này. Chứ nếu để cái cục này thì lại không ăn thua, để không ra. Cái là cái này, cái đường luyện này không? Hốt đi chỗ đây này. Đây này. Mỗi nét lại có cái đẹp riêng. Để đây có thể là nó lại khác một chút. Cái này nó dị không nhỉ? Trông nó lạ. Đó. Đã nói về nghệ thuật thì đa dạng lắm. Mà. Cái này là cái ngọn trước, cái ngọn lên này. Cái này là cái ngọn trước lên, bố cắt đi này. Cái cắt cụt đi đấy. Cái đầu nó to. Cái đầu này vẫn cục. Vẫn cục. Không bằng cái này. Cái này vẫn đẹp hơn cái này. Cái đầu này vẫn cục. Cục. Cắt chỗ này. Để chuyển đường chạy của thân. Đây là một cái ý tưởng rất là độc đáo. Còn đẹp hay xấu thì mỗi người sẽ có một cái cảm nhận riêng. Xanh nhé. Đây là một cái xanh mâm đá. Cũng là một cái đặc trưng của Ninh Bình. Chất liệu đá này là đá lũa, trơn. Cũng loại đá có rất là nhiều ở các vùng núi của Ninh Bình. Thì các bạn xem một cái xanh mâm đá này nhé. Ngoài cái đặc sản về xanh Phúc Am mà ban tổ chức muốn truyền tải tới khách tham quan. Thông tin của chủ cây này. Cái cây này mang đi chơi chắc cũng tốn rất là nhiều tiền đây. Lần trước thì theo như chia sẻ của một số bác anh em mang cây đi, thì có những cây xanh mà mang đi, mang về tốn được mấy chục triệu để cẩu cây đi, cẩu cây về nhé các bác nhé. Mỗi lần đi chơi này thì các bác anh em cũng rất là tốn kém về vấn đề vận chuyển. Tuy nhiên vì cái lòng đam mê cái cảnh nghệ thuật và vì cái phong trào chơi cây cảnh thì một số bác chắc cũng có lẽ cũng không tính toán nhiều đến vấn đề tốn kém. Quý vị và các bạn vừa tham quan triển lãm cây cảnh nghệ thuật Ninh Bình và xem một số tác phẩm đặc biệt, những tác phẩm là đặc trưng, là cái đặc sản của Ninh Bình. Video cũng xin tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn.